Kính chào các bạn, ngày hôm nay chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay trung tâm thủ đô Berlin, và đây là dòng sông phía sau lưng tôi, là nơi ngăn cách của biên giới giữa Cộng hòa Dân chủ Đức là thể chế cộng sản và phía bên kia là của Cộng hòa Liên bang Đức, ở nơi thể chế dân chủ và tự do. Và vào năm 1989 thì bức tường Berlin đã được bị người dân ở đây đập đổ và hai nước đã thống nhất, và sau đó là Liên minh châu Âu được mở rộng và những cái nước thuộc khối Đông Âu khác cũng lần lượt gia nhập khối này, và cuộc sống của họ đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, cũng như là cuộc tự do và dân chủ đã được thiết lập ở nơi đây. Nhưng hiện nay tại Việt Nam đang xảy ra một cái trường hợp tương tự như vậy, vì cái việc Trung Quốc liên tục xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc là cùng chung thể chế thuộc Cộng sản sau chủ nghĩa, nhưng hai nước này luôn luôn từ trước đến nay có mối thâm thù từ rất lâu, và phía Trung Quốc luôn luôn tìm mọi cách để xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Từ những năm 1974, khi Trung Quốc cưỡng chiếm toàn bộ vùng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và sau này vào năm 1988 thì Trung Quốc tiếp tục bắn giết và giết chết 64 các chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam ở đảo Gạc Ma để cướp lấy đảo này, và bây giờ họ đã xây dựng thành một căn cứ quân sự khổng lồ ở trên đó. Và hiện nay thì chống Trung Quốc, Hoa Kỳ đang tìm mọi cách để giao vũ khí cho Việt Nam cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi. Nhưng phía Việt Nam thì có lẽ đang lo đại cục, cho nên đang bàn bước lùi và nhiều cái động thái không rõ ràng trong thời gian vừa qua. Một cái điều mà khẳng định rằng là Mỹ là muốn hợp tác quốc phòng nhiều hơn nữa với Việt Nam, như ông cựu phó chủ tịch, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ebringer Kopy đã xác nhận điều này hôm 20 tháng 8 vừa qua trong một cuộc gặp tại thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn có thể tham khảo trong thông tin này đã cũng được đưa ra. Đó là Việt Nam là một nước độc lập, có sự tự chủ và mạnh mẽ. Đấy là nhấn mạnh của ông trong cuộc gặp. Và khi được hỏi về chính sách để đối phó với hành vi bất tuân pháp luật quốc tế của Trung Quốc mới đây ở khu vực bãi tư chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông Kobe nói nếu Việt Nam kiên định với lập trường của mình và cho quốc tế thấy Việt Nam muốn được hỗ trợ tất cả, trong đó có Mỹ, sẽ không ngần ngại làm điều đó. Việc còn lại nằm ở sự quyết định của các bạn. Có nghĩa là phía Mỹ đã thổ lộ rất rõ ràng cái quan điểm của mình là họ sẵn sàng hỗ trợ, và mọi việc hiện nay đang nằm trong tay cái sự quyết định của Đảng Cộng sản và của Chính phủ Việt Nam. Nhưng dường như việc này chưa được thiết lập và chưa được thực hiện một cách nhanh chóng và cần thiết trong thời gian qua, mà những cái thông tin mà chúng ta thấy các bộ tam quyền lực nhất của Việt Nam là Chủ tịch nước, Tổng Bí thư là một người, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, cả ba người này đều không nhắm đến trực tiếp đến Trung Quốc khi suốt cả một tháng qua Trung Quốc cho tàu xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và ngoài ra, thời gian qua Mỹ cũng đã đơn giản hóa các thủ tục để bàn giao và bán vũ khí cho Việt Nam, mà các bạn cũng đã biết trên thông tin của nhiều tờ báo trong và ngoài nước. Và cụ thể nhất là hình ảnh mà các bạn thấy là Mỹ muốn hỗ trợ Việt Nam có thiết bị quốc phòng tốt nhất trên thế giới, là hình ảnh của bài báo này. Và Mỹ khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực, trông đợi hai bên có thảo luận thêm về mua sắm vũ khí trang bị quốc phòng. Và ông Andre Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế nói thêm: chúng tôi trông đợi bước tiếp theo để đảm bảo Việt Nam có trang thiết bị quốc phòng tốt nhất trên thế giới, và các thiết bị đó đến từ Mỹ. Đây là hình ảnh của chiếc máy bay không người lái Scud Eagler của Mỹ đã bàn giao một số lượng đầu tiên cho phía quân đội nhân dân Việt Nam đã đặt hàng. Và đây là số lượng đầu nhưng rất khiêm tốn, và vậy hợp đồng chỉ có vài triệu đô la, nhưng đây là sự mở đầu rất đáng khích lệ của Việt Nam. Và Việt Nam cần, càng ngày càng cần phải đi đến gần hơn cái việc mà trang bị vũ khí hiện đại của Mỹ, thì có như vậy mới có thể đảm bảo cái việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Và Việt Nam có thể cũng như Đài Loan mua các vũ khí tối tân từ Mỹ để tăng sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Và các bạn thấy rõ ràng những hình ảnh mà Đài Loan rất mạnh mẽ trong thời gian vừa qua. Đó là Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức thông qua hợp đồng trị giá 8 tỷ USD bán 66 chiếc tiêm kích F-16 cho Đài Loan. Đây là những chiếc máy bay rất hiện đại. Và Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo ngày 20 tháng 8 như sau: Đài Loan sẽ nhận được phiên bản mới nhất là F-16CD Block 70 do hãng Lockheed Martin sản xuất, với những công nghệ vũ khí và radar chưa từng có trong các phiên bản trước đây. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy, những chiếc máy bay này rất hiện đại, rất năng động và cơ động. Và nó sẽ đảm bảo cho cái việc mà 66 chiếc máy bay này sẽ đảm bảo cho việc là bảo vệ cái chủ quyền Đài Loan. Vậy Việt Nam sau khi Mỹ bỏ cấm vận vũ khí, và không những thế, Mỹ luôn luôn khích lệ Việt Nam tham gia vào những chương trình mua sắm vũ khí hoặc thử nghiệm vũ khí của Mỹ để có thể xác nhận những cái loại mà phù hợp với Việt Nam để có thể mua sắm. Nhưng cho đến nay Việt Nam vẫn chưa
tiếp cận để mua những chiếc máy bay hiện đại như thế này và vẫn sử dụng những chiếc máy bay đời cũ và những theo những công nghệ của Nga là những chiếc máy bay MiG. Bởi vì một cái điều rất đơn giản là khi Việt Nam sử dụng những công nghệ đó thì Trung Quốc đã quá biết những cái phần mềm và những cái bộ điều khiển và tất cả những cái bảng điện tử ở trong chiếc máy bay này, thì đương nhiên là máy bay của Nga đó sẽ rất dễ bị Trung Quốc áp chế điện tử khi mà xâm trận. Thậm chí trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến nhiều máy bay của Việt Nam bay ra biển là bị đâm xuống nước và bị mất tích và bị tai nạn với những cái lý do là không được biết đến. Thì phải chăng đấy là những cái hệ thống chiến tranh điện tử của Trung Quốc đã được lắp đặt ở trên những tàu hoặc trên những cái đảo họ chiếm được của Việt Nam và họ đã kích hoạt hệ thống này. Chính vì vậy những chiếc Su rất hiện đại của Nga, nhưng đối với Trung Quốc thì đấy là một cái thứ mà họ có thể áp chế được. Và các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, nhiều người đã phải hy sinh vì cái sự áp chế điện tử đó của Trung Quốc. Và gần đây nhất thì các bạn cũng đã biết Thủ tướng Phúc đã có những cái cuộc gặp với ông Thủ tướng Úc. Nhưng trong cuộc gặp này ông vẫn cứ nói tránh đi và chỉ nói rằng là quan ngại và không dám nói thẳng là Trung Quốc đưa tàu và máy bay quân sự suốt trong nhiều tuần qua để xâm phạm cái chủ quyền và thêm vùng độc quyền kinh tế của Việt Nam, để thăm dò ngay trên cái vùng của biển của Việt Nam như vậy. Đấy là cái điều rất là tai hại. Mà không những thế, mà ngay thời điểm này, ngay hiện nay thì tàu thăm dò tàu Hải Dương 8 đang hoạt động sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chỉ cách bờ biển Phan Thiết có khoảng 115 hải lý, tức là 185 km, cách đảo Phú Quý có 102 km về phía đông nam. Và đây là hình ảnh vệ tinh đã thu nhận được trên những cái cơ sở mà các bạn có thể cũng tự tra cứu, tra khảo trong cái thông tin của biểu đồ hàng hải mà đã được công bố trên mạng Internet. Và nghiêm trọng hơn là Trung Quốc còn đưa ra những cái hăm dọa khác nữa, đó là đưa không quân chủ lực ra để hăm dọa. Và đây là những chiếc hình ảnh mà chiếc máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc được ví tương tự như loại B-52 của Mỹ, nhưng đã đưa ra và bay trong cái thời gian vừa qua ở khu vực Biển Đông và khu vực Bãi Thứ Chính để hăm dọa tàu và cảnh sát biển Việt Nam cũng như tàu chiến hạm Quang Trung và những cái điểm đóng chốt của Việt Nam ở trên những nhà giàn và những cái đảo nổi cũng như các căn cứ của các hải quân của Việt Nam đóng ở đó. Và chính điều này là rất nguy hiểm, bởi vì khi đưa những chiếc máy bay mà có thể mang những tên lửa hành trình với cái đầu đạn nặng đến 500 kg này thì sức công phá rất lớn, đưa ra ngoài Biển Đông để hăm dọa Việt Nam. Và thì đây là cái điều leo thang rất lớn của Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Và đương nhiên ông Nguyễn Xuân Phúc là một cái người mà người đứng đầu chính phủ phải chịu trách nhiệm điều hành chính phủ của mình, trong đó có Bộ Quốc phòng, để bảo vệ được đất nước. Thì cho đến thời điểm này ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chưa hề nói rõ việc là Trung Quốc đã đưa tàu xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, mà chỉ có người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói điều này ra. Thì đây là cái sự việc mà chúng ta đã chứng kiến trong thời gian vừa qua, và có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc cần phải làm nhiều hơn nữa để có thể khẳng định rằng chủ quyền của Việt Nam là không thể thay đổi, và cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam với 200 hải lý là đã được xác nhận từ lâu và đó thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì cũng không hề lên tiếng một câu nào, mặc dù cho có thể chỉ là ám chỉ Trung Quốc mà thôi. Và điều này đã gây thất vọng cho rất nhiều những cán bộ đảng viên, hàng triệu cán bộ đảng viên đã thất vọng. Và ngay cả tại Đức này chúng tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều những cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam vốn là đảng viên và họ bây giờ vẫn là đảng viên, họ rất thất vọng với cái đường lối của Nguyễn Phú Trọng, vì không dám chỉ rõ Trung Quốc là đang xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và ngược lại thì ông cũng chỉ đi tham gia vào những cái chương trình mà mang tính chất hình thức như thế này. Là cái cuộc xuất hiện của ông ngày hôm nay 25 tháng 8 2019, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện được nhưng mà ông ta cũng không nói bất cứ một câu nào về cái việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và ông ta, đây là cái điều mà rất thiếu sót và làm cho quốc tế đặt câu hỏi, vậy Việt Nam có thực sự muốn khẳng định cái chủ quyền của mình ở vùng Biển Đông, ở vùng Bãi Tư Chính và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam hay không, khi ông Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước cũng không nói ra một câu nào. Thì đấy là cái điều thế. Và bên cạnh đó chúng ta thấy có người thứ ba, tức là Chủ tịch Quốc hội, cũng không hề nói trực tiếp về việc Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, bởi vì Quốc hội là người đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Nhưng chúng ta lại thấy ngày hôm nay Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, là
Chiều ngày hôm 25 tháng 8 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Bangkok. Và bà ta diện những bộ áo dài, các bạn phải biết rằng là bà ta có bộ sưu tầm áo dài rất lớn. Và lần này bà sang Bangkok là cũng mặc cái áo dài rất đặc biệt, được thiết kế riêng cho bà. Và bà cũng không hề nói bất cứ một câu nào về cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam đang bị xâm phạm, mà chỉ có thể gặp gỡ những hội đoàn mà đã là cái những nơi mà người Việt Nam đang sinh sống ở Thái Lan mà thôi. Các tam trụ Việt Nam thì các bạn đã biết rồi, trong thời gian vừa qua là dường như là rất bận rộn với việc xếp ghế hoặc là những cái vị trí trong cái đại hội đảng lần thứ 13 sắp tới, và quên mất trách nhiệm với Tổ quốc và với trên 90 triệu người dân Việt Nam. Và cái hình ảnh mà các bạn cũng có thể thấy thêm đấy là việc ông Nguyễn Phú Trọng cũng xuất hiện ở trong Tổng Bí thư Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng chủ trì tiểu ban nhân sự đại hội 13 của Đảng vào ngày 23 tháng 8. Tức là không phải ông ta không gượng dậy được, mặc dù một cái lần đột quỵ đầu tiên ở Kiên Giang thì rất nặng, nhưng ông ta đã được một số bác sĩ cho rằng là những thông tin là bác sĩ của Trung Quốc cứu chữa. Và sau khi gượng dậy được rồi, thỉnh thoảng ông ta có xuất hiện, nhưng rất ngắn ở trong những cái cuộc họp mà hình ảnh cũng không rõ ràng. Nhưng ông ta cũng không hề có bất cứ một câu nào nói về cái việc mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo, mà chỉ tập trung vào vấn đề nhân sự của đại hội 13. Đó là cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn làm từ trước đến nay. Đấy là một cái bất ngờ, cũng là cái câu hỏi rất lớn của cái người đứng đầu nhà nước như vậy. Vậy các nước dân chủ tự do thì luôn muốn giúp Việt Nam cũng rất khó trong cái thời gian này, vì thái độ lửng lơ của các nhà tư bản đỏ này và những cái người mà người ta gần dường như là không quan tâm đến cái việc chủ quyền Việt Nam đang bị Trung Quốc đe dọa hàng ngày. Và ngay cả lúc này thì tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc vẫn đang hoạt động trong cái vùng thềm đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ngay gần cái nơi mà rất cách bờ biển, chỉ thời gian của Việt Nam rất là ngắn mà thôi. Nhưng có lẽ họ lo, những cái người này đã lo mất cái dinh thự hoặc là tiền của đã tích góp được hơn là lo cái mất tổ quốc, mất đất nước của Việt Nam. Và chỉ có những người là những người và những cái cán bộ và những cái cán bộ cấp cao của thế giới văn minh thì mới ủng hộ Việt Nam. Đó là Nhà Trắng đã tuyên bố tố cáo chiến thuật đe dọa của Bắc Kinh trên Biển Đông. Và ông Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton là người rất có quyền lực ở trong cái chính quyền của ông Trump cũng đồng phát biểu ngày 20 tháng 8 vừa qua, thì tố cáo Bắc Kinh vận dụng chiến thuật hăm dọa trên Biển Đông, vùng biển mà Trung Quốc yêu sách chủ quyền trên hầu hết các diện tích. Và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố thêm, các nỗ lực cao độ mới đây của Trung Quốc để hăm dọa các quốc gia khác trong việc khai thác tài nguyên của họ là rất quan ngại. Hoa Kỳ cương quyết ủng hộ những ai đang đương đầu với các hành vi cưỡng bức và chiến thuật đe dọa gây nguy hại cho hòa bình và an ninh khu vực. Thì đây là hình ảnh mà các bạn thấy, là chỉ có những cái quan chức cấp cao của Mỹ, của châu Âu, của Úc, của Anh và của nhiều nước văn minh mới lên tiếng ủng hộ Việt Nam. Còn bản thân tam trụ của Việt Nam thì hoàn toàn im lặng, không dám chỉ mặt Trung Quốc và không dám chỉ nói rõ Trung Quốc. Thì cái điều này sẽ gây cái khó khăn rất nhiều cho những cái cán bộ quân đội nhân dân Việt Nam đang bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bởi vì họ không biết rằng chính quyền, tức là người đứng đầu đảng, đứng đầu nhà nước có ủng hộ cho cái việc chiến đấu, đấu tranh chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam hay không, hay là cái điều đó không được coi trọng. Và cái điều này chắc chắn rằng các bạn hãy đưa những bình luận và thêm tham khảo thêm những thông tin báo chí quốc tế để biết thêm sự thực của những cái người mà lãnh đạo đất nước Việt Nam đang đối xử với đất nước ra sao. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay Chủ nhật 25 tháng 8 năm 2019. Và các bạn hãy để lại những bình luận sau video này cũng như chia sẻ video này và bấm theo dõi trên trang YouTube của Thời báo.de cũng như Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn và gia đình một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.